Begini ya. Gue pakai air. Dia bakal. Ya iya. Ayo, dia makan. Hal-hal udah gak apa-apa. Iya. Kenap ya, dia bakal nuk ya. Ai gãi, đừng có dặn u trời, con dặn tầm lâm đâu đâu. Đừng, không có dặn đâu tầm lâm. Anh trời, ông dưa gì có cùng cái đò xé không sắp không hả? Đi nó qua mà coi đã. Được bà coi. Cái này gắn gắn cái này vô coi. Đưa ba dặn cho coi. Ừ. Tắt cái máy này để gãy dặn cho coi. À, lộn xộn quá. Đưa ba coi. Rồi con đậu vô thử coi. Đây không? Được không? Được. Đừng có dặn tầm bại trong trống. Con thái mái cái gì con không dặn hết. Mua cái gỡ từ Trung Quốc về mà có một cái ốc dặn, còn bên này chẳng có ốc dặn nào hết. Đưa ra ba coi, đưa từ đó. Đây là có món có ốc dặn nè. Rồi bên này chẳng có ốc dặn. Thiếu à. Thì không biết rồi lấy đâu ra để dặn. Bó tay thì. Vậy. Anh đưa ba coi vậy thôi. Bó tay. À, được rồi. Mệt thiệt. Thank you.